Bây giờ anh em mình lấy cái chân khùa khùa này được mà nhỉ. Ui. Thôi. Linh hồn. Wow. Quá nguy hiểm. Nước này đang vào chạy lũ cho anh Long rồi. Lên. Được. Ui. Xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh Thầy Giáo Vùng Cao. Và ngày hôm nay thì mình đưa em Phèng Phèng với lốc với lại Xính một chân. Bây giờ chuyển ba chân rồi. Bây giờ bên này là em Hòa Công, trợ lý mình. Mù chữ. Đấy, hôm nay em đặc biệt đúng không anh? Đi gặp một người đặc hôm nay mình rất là vui là được Phèng cho vào trong tem để đi thăm anh Long. Đấy, hôm nay thương anh Long quá. Đấy, hôm trước Phèng về Phèng suy nghĩ mất mấy đêm không biết làm sao anh Long lại tàn tụy tiều tụy như vậy. Có khi sắp bỏ đến rừng giống người rừng. Đấy. Và có rất nhiều người là có comment là không biết là anh Long có có vấn đề gì không, nhưng mà mình ở gần thế nên là mình biết về anh Long ấy, thì nếu mà về nghiện ngập là chắc chắn là không. Anh ấy tham gia đá cho Manchester United hoặc Juventus. Nếu mà anh ấy tham gia cho bên Manchester thì không bao giờ nha các bác nha. Đấy. Anh chỉ một bữa ăn quá bị tôm. Anh Long là do thứ nhất là vào chăn nuôi, thả gà, thả vịt, rồi là chăm sóc các con vật đấy, xong là lại làm video nữa, thế nên là anh ấy thức đêm hơi nhiều, thế nên là cũng vất vả. Đấy. Như các bác biết rồi, những bác ở nông thôn thì biết rồi, công việc nông thôn thì ít người béo được lắm, đúng không? Bụng anh ấy đang vào 6-70, bây giờ còn 4-50 bé tí. Chính mình là mình cũng thích được nhỏ gọn như anh đấy đấy. Là phải đêm nào cũng không ngủ suy nghĩ thì sẽ hôm nào anh em mình muốn giảm cân là vào với anh Long anh nhỉ. Đấy. Hôm nào anh em mình giảm cân là vào với anh Long nhá. Phèng dám đi không? Anh em mình vào một vào làm thử thách khoảng một tháng sống với anh Long. Nhưng mà người mà da bọc xương. Nhưng mà một tháng có khi lại không còn con gà con vịt nào thì sao? Lại béo lên thì chết. Bây giờ cái vấn đề là trời mưa rất to, lũ rất lớn, là không biết là đảm bảo cái lá có còn để cho anh em mình ăn dư không. Đấy. Ủa, thì đâu anh? Hôm nay thì trời mưa rất to ở trên này. Hôm nay là anh em mà đáng lẽ là đi bản, nhưng mà do đường nó sạt lở cũng như là đi khó quá, thế nên là anh em là quyết định là đến thăm anh Long nhỉ. Nói chung là thật sự nếu mà anh em mình vào như này, có cả Xính, cả Hòa, cả mấy anh em mình, anh sẽ cho anh một cái bất ngờ. Được. Cực kỳ bất ngờ. Hôm nay mình chưa gọi cho anh Long đâu đúng không? Anh em mình chưa gọi tí nào luôn. Không gọi nhá. Giờ có khi đang ôm nhau ngủ. Lý Tiểu Long ôm Lý Thị Chiến. Lý Thị Chiến và Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long. Trời mưa này chắc là đây á. Ở bên trên kia đi, lên trên kia đi. Trên kia nó rộng, bãi đỗ xe dễ hơn. Anh em mình làm thịt lợn thôi, còn gà vịt lị cá kia thì thôi. Anh xem quán nào thì bảo em dừng nhá. Ở trên kia. Mua thịt lợn thôi. Mua thịt gà ấy là sợ dịch dã anh ấy chăn nuôi ấy. Dạ vâng. Mình xem mà mua lợn. Mua thịt lợn nào bên trên. Chỗ này là lợn trắng. Lợn nào, lợn bản, lợn ngon. Đấy, lợn bản ở trên này. Đấy. Đây. Đây mấy em này. Mấy cứ em nào sinh nhận gái là đây. Cứ em nào sinh gái là lợn ngon. Hứ. Rồi. Thịt này. À dưa. Dưa hấu 5 cân này. Ui. Dưa ở trong kia cũng có mà. À, đậu phụ nữa. Tiền trợ lý. Đấy. Ba mang quả dưa thôi. Nếu mà 5 cân chị có gì? Mang đây. 5.000 thì thấy gì? Nhỏ quá thôi. Cá nhỏ quá anh. Có con chép. Không có con nheo. Cá to một được 2 cân. Cá thôi. Quả dưa 5 cân tí ai chọn bê đấy.
Thì trợ lý xính nó ba chân nó đi rồi mà cái đường đấy là xính đi hơi khó đấy nhờ. Tí bảo anh Long lên cõng nó xuống. Cõng xính đấy. Bây giờ hôm nay nước rất là to nhá. Tối hôm qua anh em đi vào bản về là không qua suối được. Đây bác xem này, bắt đầu tạt cánh đánh đầu đánh đâu. Lần trước anh let go anh Long về lốc một chị gái đến đây đúng không hả? Đúng không, nó có một chị đi nhờ. Lần trước là hình như là hôm đấy là cả Hòa đi nhỉ. Vâng, thế là Phèng với lại Hòa là chở một chị gái đi nhờ đến đây à? Chị đi nhờ là trong ok, bây giờ anh em mình là thẳng tiến vào chỗ anh Long nhá. Rồi. Liệu có anh Long ở đấy không đấy? Chắc chắn vẫn ở đấy. Không ở đấy mình gọi về chứ. Nhưng mà kiểu gì sẽ bị thoát vài con. Mà hôm nay mưa to gió lớn này là anh còn sợ vịt nó trôi theo suối ấy. Kiểu gì cũng phải ra trông vịt rồi. Cả khi còn đi bắt nhốt hết vào. Rồi. Thì anh em còn bị đi bụng khiêm chứ. Anh em anh em mình hôm nay vào là kiểu gì anh Long cũng xúc động rơi nước mắt đấy. Bởi vì đã bao giờ về đâu. Đây nghe điện thoại. Có khi trôi cả trâu. Đường hơi xấu. Đấy, hiện tại anh em chuẩn bị đến ngã ba đường rẽ vào biệt phủ Anh Long. Hôm nay là Phèng Phèng lấy hết sức cam đảm để đi ô tô vào đến tận em chỉ sợ nó xa lầy lán Anh Long nó ngập ở đây đúng không? Đúng rồi, có nếu mà xa lầy thì có con này nó hỗ cứu trợ nhá. Ổn không? Đấy, hôm nay hôm nay Phèng Phèng sẽ thể hiện nhá. Lên được không? Đấy, anh sử taxi dù còn đi được cơ mà. Chạm gầm. Nó có đá thì cũng sợ. Đợt trước anh sử taxi dù còn đi được mà nhưng mà hôm đấy là trời nó nắng. Đường nào nhưng mà vẫn phải bám sát ở bên này. Đây là con đường từ đường nhựa vào nhà anh Long đây. Anh Long xem được những đoạn này chắc phải khóc hết nước mắt. Này em Phèng Phèng là hy sinh ấy. Không hy sinh đâu. Hy sinh à? Hy sinh là đưa anh em con xe. Hy sinh con xe. Ý là nó hơi sót. Thôi thì nó có làm sao thì sau chuyến này là chuyển thành Fortuner. Ui, giống của có đi được không? Thắng nhỉ? No. Bám. Chỉ sợ lấy thôi, nó bị xa lầy thôi. No. Em sợ nhất mấy cái đoạn xa lầy lần trước. Còn công cành là không sợ đúng không? Mở cửa trước. Ui giời. Mở cửa trước. Chú yên tâm, không sợ đâu. Cứ đọc địa chỉ số nhà, số tài khoản, password các thứ. Ui, hôm nay nước to này. Có cái lúa ở đấy nhá. Chui to lắm. Ui. Thấy vịt nhà anh Long bơi loang quang. Cái này khả năng anh em mình vào cứu trợ anh Long chạy lũ rồi. Anh ở tít một cái thùng lũ xa xuôi đang cố thủ dưới nước rồi bắt cái vịt bắt chặn vịt chặn càng. Chỗ này chỗ này đi khó mình nhỉ. Mình để xe đâu cho đỡ bị lộ ấy. Đừng có đi vào con trâu thôi nhé, con trâu đừng. Anh trời. Có chỗ nào để quẹt xa xa một tí đỡ bị lộ. Sao đâu, anh cứ để đây sau. Chỗ đấy không nhìn thấy đâu anh mà. Anh đừng có vào con trâu đừng nhá. Xính sợ nó đâm à. Con trâu nó không giống như kiểu con trâu cái đâu. Đấy, xính thì, xúc cho cái xính thì rất hiểu các con vật cũng như là tập tính biên phòng tốt. Đó là 7K đấy. Uầy, nước này. Đang vào chạy lũ cho anh Long rồi. Hôm nay anh em một là vào hàn huyên, hai là vào hội chạy lũ. Wow. Mày nó chỗ đây nó bị bùn ngập sâu á. Cát. Mỗi chỗ này hơi dốc thôi, còn đâu toàn đường bằng bằng. Em chỉ sợ nó bị lún thôi, chứ còn đâu cái này. Chỗ này chạm gầm không? Không, chạm sao được. Này quá cao anh ạ. Em còn độ thêm 50 phân nữa. Xe Fortuner này bất chấp
mọi đường trường đấy nhỉ. Con này là công lông nên là không sợ sót xe. Chứ còn đâu, ví dụ mà con mấy con xe xịn, siêu xe hoặc là xe ấy còn đâu dám đi. Ủa. Xe này em đi bản thoải mái. Như xe Thắng bây giờ vào đây là cũng sót đấy. Sót cục phát là chắc đấy là mặt tím nát luôn. Cẩn thận nha, chỗ này nó còn lỗ nha. Cái này tí những cái đạo sót đấy. Trước anh em mình đi anh xuống nha. Đi trên này đi. Trước xe Dũng Diễm cũng vào đây nhưng mà hôm đấy trời tạnh. Ôi trời này đi được nhỉ, đường này nó em không lầy. Em chỉ sợ đúng là lầy thôi đúng không? Lầy thôi. Anh Long ơi là anh Long. Ừ. Nói chung là trời này do hôm qua mưa to nên là nó cũng trôi hết các cái bùn rồi. Trong này bọn em khổ thật. Đấy. Tít trong rừng rồi. Ngang đường vào nhà xính đấy nhỉ. Lên lán khủng khiếp hơn đâu. Khủng khiếp hơn không? Anh rồi. Làm anh cơ mà không thấy đâu, đi chặt chuối chiều ấy về. Đó, anh đang chặt chuối ở suối bên này nước to quá không về được. Ông ai đi chặt chuối trong rừng với đấy. Đúng rồi, nhưng mà trời này chắc không dám đi đâu. Trời này ở nhà mà giữ vịt chứ. trông vịt. Anh bảo anh đang chặt chuối ở bên suối bên này, suối đang to không qua suối được về. Có lầy đoạn này hay lầy thôi. Có lầy là đoạn này hay lầy này. Một là qua được, hai là mắc ở giữa. Úi, trơn ở đây. Chân trơn nữa đúng không? Tắt cái được, ngoài được. Khỏe. Rồi, ok. Đang ngay chú bám lên. Đi lên trên cái đi. Rồi. Được, 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 được. Úi xời, ôi. Ôi ổn không đấy? Được, được. Tìm sắp dậy rồi. Mà. Đường vào anh Long. Ui giời, hơi bị nguy hiểm. Đợt trước anh Sự vào là với Thắng vào là cứ cục cục anh. Nói chung là không vấn đề gì cả. Ừ. Nhưng mà xe anh Sự thấp ấy. Ờ, con đấy con xe nó thấp. Già chửi mình nhé cha. Như bố bổ. Sơn ngày trường lý dẫn đường đi hỏng hết. Đây, xe còn một đoạn nữa đúng không? Còn một đoạn nữa thôi. Cũng xa lắm nhỉ. Cũng xa mà. Ngang nhà xính đấy. Nấp. Một tí thôi, nhìn thấy mà. Xính nhớ vết nhỉ. Không có đấy, sắp xuống cái khe là đến ừ. Nhà ông đấy. Xính vào đây lần nào chưa? Chưa. Chưa vào đâu không? Có đi rồi, đi qua xíu chỉ cần đi. Phát này sẽ có một con đường chiếu theo cái sân đồi xóm. Xính trên thiên văn dưới tường địa lý. Nhớ đường, đoán đường tốt đấy. Xính là mày qua không biết con được con cái nhớ đường đấy. Còn đúng đoạn này là khó nhất thôi. Đây không? Đây lại dễ. Đoạn này khó quá, chỗ này máy cút nắm vào cút tìm tiệm. Có chỗ này không anh? Đoạn trong kia một đoạn nữa, cái đoạn nhỏ nhỏ ấy. Vừa họ cũng vừa sang nên là đỡ nhờ nó bằng vừa săn thế này nó có đá thì nó không trơn. Máy cũ vừa săn cái đá này vào nó không trơn. Này đi đường này ác đấy. Đây, tay cứ cầm cái này nên mới bỏng hết cả. Đâu, tay cầm bỏng à? Cầm đấy. Xe bong hết tay này. Vang thêm là sợ sợ rơi à? Ngồi Xính là ngồi trên xe ngồi sợ rơi đúng không? Ngồi ghế đau đánh đảo ấy. Sợ sợ phải cầm tay nắm đúng không? Cầm nhiều không hết tay. Không hết tay khổ thế. Xính ngồi xe nguy hiểm lắm. Anh thương mày lắm. Ngồi trong xe nhưng mà vẫn sợ rơi. Phồng hết cả tay. Nói thế rồi. Đấy, đây là những cái cùng đường cực kỳ khó khi vào nhà anh Long đây. Ồ, nước sạch này này. Nhất là những cái hôm mưa gió như này. Hôm nay thì anh Long sẽ không đánh xe được ra ngoài đường thành phố được. Nhưng mà cũng còn hơn là hôm nay đi giáp trung. Giáp trung là không vào được nhỉ. Hay phải đổi chiến thuật đây. Vào ra đây trong chiều này. Mít tới trường. Học đi qua. Tối tí đã rủ A Long ra nhỉ. Đúng rồi. Xong
xong là mai anh em nếu ở Hà Long ra mai anh em đi keo tiếp cho đông lại lên kéo kênh cho anh lên bạn lên thăm Thúy Kiều Thúy Vân đi vào phải đi vào nhà ai phát đầy nhà luôn là phải có sợ hôm nay không có cơn đủ ăn cái này là nhục sợ trượt bánh không đây nó mình về đi trên kia có đi gặp ăn không vậy chỗ này có sâu không chắc sâu đấy sâu thì nó cũng không sâu lắm đâu đây để anh xuống nhỉ xuống chưa xuống chưa hỏa công công nhát thế cả được 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 đây anh bán cái lũ rồi xong rồi phát này chui về đây nó hỏng rồi được được dây khó chém chạm rồi chạm rồi hay để đây đi tí quay đầu đúng không đuổi đây có quay được không ý là để đây còn quay được đầu trong khi có chỗ đâu không thoải mái trong kia trong đường bê tông mà đường bê tông lên trên vẫn chưa đến đâu đúng không chưa còn xa lắm không đến đây là đến đây coi như là đã đến rồi đường nó đẹp rồi cái đoạn này đi nó đẹp từ đây đi là đẹp rồi còn mấy chỗ sâu sâu nữa thôi đấy bây giờ đường đường lại ngon đường như dòng sông Nho Quế luôn này. Nước chảy róc rách lũ đang về mạnh đây lũ nước rất là to nha các bác nhé, sắp lên đến đường rồi. Sắp quét cái đống mồ hôi. Đấy, mồ bà con một số bị ngã hết rồi. Quét rồi, giờ ôi nổi sóng giờ. Đấy, ui ui. Đấy từ đây đi là một hòa hay ok rồi. Cẩn thận to. Bay mất cầu này. Xem. Nó to nhỉ. Cái bóng sắt không chạy được. Ừ. Cẩn thận, sợ xem là cái cầu có rụt. Nhỏ quá. Nó to đấy nhỉ. Xem có con vịt nào của anh Long bơi ra đây. Để tí. Anh Long bắt được hết rồi. Đấy các bạn. Ngừa to lắm. Ok, đã đến đoạn đường đẹp rồi. Từ đây đi là khỏi yên tâm rồi. Đường này hôm nọ các cháu xé toàn sách. Đi học. Sách bây giờ chỉ học một lần thôi. Sách lớp 9 là bây giờ không học được nữa rồi. Ngày trước là anh để cho em, em để cho cháu. Đấy, bây giờ là mua mới hết. Xuất bản một lần. Đấy, hôm nay mình sẽ quay trọn vẹn đường từ chỗ khó vào đến nhà anh Long này. Từ chỗ khó đến chỗ dễ đấy nhỉ. Bây giờ toàn đường dễ rồi. Còn một đoạn đường xuống nhà anh Long khá là khó. Anh em mình thần kinh nó phải cứng lắm. Đây, thần kinh thép đấy. Dính nạn bé khăm gọi cho em. Phá không? Bé khăm à? Phá không? Nghe đi. Im lặng đi, nó không có cái gì. Điện thoại đơ rồi. Đơ. Dính bị đơ rồi. Cái anh này thực sự là gọi quá nhiều. Người ta bây giờ còn công việc. Anh bé khăm à? Cháu nghe đi. Nghe hoàn à? Cháu nghe đi. Vâng ạ. Thôi xong. Cái gì thế này anh ạ? Thôi xong rồi. Giờ đi cũng xong. Rồi từ từ để anh xuống nha. Không không đi được đâu. Bà anh Long lấy cái cốt Việt cào. Có mà cào đến tây tây. Vớ một lõi hay là hai lõi. Ôi, lùi đi. Lùi đi để anh xem nào. Xem xử lý như nào. Ây, đập sạt rồi. Lấy ô để xuống xem mà có cách nào không. Chắc bó tay đây nhỉ. Bây giờ đi không cách. Đi cũng hỏng mà. Cũng hỏng luôn. Lùi cũng hỏng. Thế thì cô kiểm tra chưa? Lùi lên. Thôi cái hành cứ vứt tạm này tí lùi ra sao. Đằng nào cũng chả có xe nào vào được đâu. Chỉ có cái là chỗ nào nó đỡ lở nữa. Ừ. Tí nữa dạ chả thấy xe đâu. Vùi hết thì thôi. Sống yếu quá cháu gọi bằng số nhá cô. Cái được ấy cái chỗ này. Hả? Cái đất nó chắc này cái chỗ này. Có rộng không? Rộng. Đang nghĩ là đường đẹp mà lại không đẹp tí nào. Em tắt chút. Tí nào tắt hết luôn cái gì. Đâu thế này. Đi. Hỏng rồi các bác ạ. Hỏng ăn rồi. Đấy, anh em đi đến đây thì
bị sạt đường rồi. Có ô chưa? Đấy, xính mặc áo đi. Anh kiểm tra cái này có an toàn không nhỉ? Đi, 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 lên anh đây xem. Anh thử đã rồi. Hả? Sợ nước nó trôi mặt nhưng có ảnh hưởng không? Sợ tí nước trôi mất xe à? Đó. Có phải chèn không? Chèn bánh vào đi Hoài. Lấy đá chèn bánh vào. Lấy hòn đá này chèn bánh vào. Đấy, con đường vào nhà anh Long đây. Tính xem xe đi qua được không? Ô đi được đấy. Đi được đấy, xe anh ơi. Đi được đấy. Đây này, kẹp. Đây thôi, đây không có. Bám ra đây một tí. Không có gì đâu à. Có mấy một sụt ra thôi. Đây này, có một tí thôi. Treo được, treo được. Có mấy một sụt ra thôi. Treo được, treo được. Đây, treo đây, mình bám vào đây. Chỗ này đi thoải mái. Đây, đây có 2 mét thôi. Đúng rồi, treo một tí đây. Được không? Ổn không? Đồ ổn. Ở dưới này cũng có một cái gốc cây, kia không đây. Sao cả. Ở đây có gốc cây đây rồi. Cần thiết anh em kéo. Còn sao anh? Còn cho 2 cây đấy. Đấy. Đúng rồi. Vét luôn. Đừng có đi luôn, vét cho nó nhanh. Đúng rồi. Đúng rồi. Từ từ đánh, từ từ đã, đừng phải vét luôn, từ từ. Nhưng mà nó cũng hơi khá là nguy hiểm. Được rồi, từ từ đã. Rồi 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 rồi. Con vét cháu có đây còn làm đá. Tác dụng quan trọng là cái đầu này này. Ấy bây giờ là đấy, quả gậy của quả nặng của Sính hiện đại đấy. Đấy. Ổn đấy. Bây giờ anh em mình lấy chân khùa khùa này được mà nhỉ. Để mỗi chỗ này thôi. Rồi cái đá xuống. Ừ. Cái đá xuống. Ui, 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 ui. Thôi, 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 thôi. Thôi, thôi, thôi. Nguy hiểm quá. Uầy. Ui, cẩn thận đi cả chỗ này nhá. Này mà anh, quả đấy mình đi qua sợ nhờ. Thôi thôi thôi, anh em dịch ra đi. Anh em dịch ra đi, tí mưa đó. Nó xuống hết đấy. Lùi lùi hẳn xuống dưới đây. Đây này. Ở dưới này nó có dòng chảy. Không phải đâu, cái nước này đang chảy xuống đây. Đây. Ui ôi. Vãi linh hồn. Nguy hiểm quá. Rồi rồi. Chỗ nào tả tả đi thấp tí đó. Đất này kia sạt ra đi cân đồ lên chứ. À, ừ. Quay 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 lại đi lấy thịt đi, xách xách rồi vẫn là xuống kìa. Anh quay được không? Ồ, nhưng mà mình. Anh sợ anh chạy thôi. Mình cũng chạy. Lúc nãy nó lửa em phải chảy lên nhau vào xem cơ. Đấy, đấy, đấy. Đây, mình kéo. Kéo dài ra để cho các bác xem nhá này. Đấy. Đó, cái cây to còn bị xước sát, sang cái không? Xuống hết rồi. Xuống, đưa, 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 đi lấy hoa quả về đây. Đấy đây. Nguy hiểm quá đây. Quá nguy hiểm luôn. Vậy. Vãi linh hồn. Wow. Quá nguy hiểm. Sính. Sính vẫn đang chọc 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 chọc. Đi Hoài. Lấy thịt, lấy thịt. Cho ba lô, sách. Đồ ăn đấy. Wow, quả. Không biết là mình có quay được cái đoạn có đấy không? Em sợ thật đấy. Sợ luôn đấy. Anh có cầm túi anh đi không? Không. Bây giờ xem có ba lô ấy. Cái ba lô của anh. Cái ba lô đó. Hả? Chỗ này mà cũng sợ nó xuống. Anh, không em phải để em lùi xe. À, đây mình ơi. Từ từ,
Anh ok, em cứ cầm lên cho anh. Không, không cầm đâu. Cầm thế này đi thôi. Ổn chưa? Chú có cần lấy cái gì không? Không, em không lấy gì. Cho xuống chỗ bằng bằng này đi. Em ơi. Anh em để chỗ này nó rộng rộng này, không thì tí nó trôi cả xe xuống đấy. Hả? Cái đấy giống như kiểu em có một cái yếu tố tâm linh, em giống như kiểu ông bà, ông vải. Đỡ. Chứ cái đấy là ném một viên đá xuống đúng không? Không ném viên nào xuống. Nếu mà không có mà cái, nếu mà mình không không có quả đấy là mình đi qua. Đúng rồi. Mình đi qua thì nói thật là không biết thế nào. Cả xe xuống đấy. Bởi vì chỉ nếu mà em đi xuống dưới nó không tụt trong vòng khoảng 2 phút thôi. Là mình sẽ phi lên. Rồi. Nhưng mà em nghĩ là có điểm. Nó mới tụt cả mảng này xuống. Rồi. Chứ không là mình, nếu mà không tụt cái mảng này xuống là mình đã đi rồi đấy. Đấy. Quá nguy hiểm nhỉ. May là mình còn làm được nhiều việc tốt, ông bà ông vải đỡ cho đấy. Khóa phá chưa? Không phá đâu. Khóa rồi. Tay đấy. Phải khóa vào chứ. Vâng. Nhiều lúc mình quá nguy hiểm. Không, mình nghĩ là đi được, nếu mà cái kia nó không tụt là vẫn đi được đúng không? Mà cả một cái bụi nứa ai nghĩ nó xuống. Nhưng mà nếu mà không có cái đấy thì mình đã đi rồi. Đúng rồi. Mà mình đi rồi em nói thật, mình ra lên đấy kể cả mà ví dụ nha, nó cũng chưa sạt đâu, nhưng mà mình hoảng mình cũng phải đi phi ra khỏi xe. Em đảm bảo với anh, nếu mà em ra lúc đấy là em sẽ vứt xe chạy luôn. Bỏ xe chạy luôn. Tôi tự do xuống. Ừ. Là xe sẽ xuống, một là xuống đây. Quá nguy hiểm nhỉ. Này, may quá. Tí vào bảo anh Long cúng. Không, em nghĩ là mình được có người phù hộ cho mình. Anh em mình báo cho đấy. Quá may. Em ngủ thấy tự nhiên thấy quanh 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 quanh. Không nhận là mình với Xính đang khùa Xính. Nó nhanh, nó tỉnh thật. Em tưởng là ông chạy. Ui cái. Thế là xuống luôn. Cả hôn mảng. Đúng là xuống này có bụi lứa. Hình như là lúc đấy em sợ lý mình nó hết cái viên gì sao ấy. Viên đá vào đấy. Viên đá xuống. Nó mới rơi xuống này. Cả cái bụi lứa. Đây vừa nãy mà không ấy là em đã phi lên rồi đấy. Đúng rồi. Cái này phi nhanh thì được. Nhưng mà thôi. Biết đâu đấy, chỗ này nó có ấy đâu. Đấy, đây, đây. Chỗ này nó cũng như chỗ này thôi mà. Nó sắp xuống rồi. Đây đây. Đây, chỗ này vỡ rồi này. Đây. Ôi. Quá nguy hiểm. Hà mùa gì đó, phải chứ. Ít. Có người đỡ cho. Đi vào được rồi. Bên trong đây không? Đây này. Đây này, nứt rồi này. Nứt bê tông rồi. Có người đỡ cho đấy. Đây, đây, nứt bê tông rồi. Đây này. Nứt bê tông rồi đây. Sắp xuống rồi. Nhiều quá. Đấy các bạn, đang nứt bê tông chỗ này sắp xuống rồi đây. Chỗ này khả năng là đi cả cái đường này đấy. Đúng là tí vào kể anh Long. Anh em mình quá liều. Đủ hết đồ cho em ơi. Ông Xính ông khác đi bộ vào rồi. Xính là một mình một đường. Người thành công luôn có lối đi riêng. Đây mình qua cái dốc này là đến nhà anh Long mà. Tôi khói khói kìa. Sợ thật. Hết rồi. Qua ghê. Lúc đấy mình vứt đá nhỉ. Ném con đá xuống không? Tí về xem video lại ha. Xính đổ á. Đi chết rồi. Đi xe máy à? Đi lộ bây giờ nó cứ lan xuống dưới. Nó bảo nó biết rồi, biết được rồi. Nhưng mà nó đi như thế thì mà còn gì bí mật nữa. Hay anh em mình đi theo dòng suối này lên chỗ anh Long. Sợ tí là cây trôi từ trên xuống nhỉ. Sợ thật đấy. Đấy qua cái suối này lên một đoạn đèo này thì sẽ đến biệt phủ của anh Long nha các bác nha. Anh Long đúng là ở ẩn. Không biết là ngô được quả nào chứ tí xin quả lướng. Khả năng chín rồi đấy. Có khi già rồi đấy. Anh em mình vào được gần tháng rồi gì đó nhỉ? Đúng rồi.
Còn 1 km nữa là đến nhà anh Long. Anh em mình cuốc bộ hết cái dốc này lên đến đỉnh là tới. Làm nào tí mua chuột được con chó cho đỡ cắn. Anh em xuống cho bất ngờ. Tí này lại gâu gâu gâu. Xình xình ba chân đi rất là nhanh. Tần chạy trước anh em ơi. Đấy, bây giờ là cho xính thử thách xem nhận biết xem nhà anh Long ở chỗ nào. Sắp đến chưa? Theo chú phán đoán là sắp đến chưa? Sắp đến à? Còn 2 cái rau quăng nữa mới đến. Đấy, nó đang phết nhỉ, 1 cái đồi nữa mới đến đúng không? Đấy, nhà anh Long ở bên kia kìa. Trên đồi kìa. Xính. Bên kia kìa. Phải không? Phải không? Xính này xem video rồi. Áo mưa này anh gửi đi cho xính mặc à? Lúc anh mang đi đấy. Xính là xem video rồi nên là rất là tỉnh táo nhé. Rồi, cái này to hơn. Đầu có cháy. Đầu có cháy à? Đấy, đây là ao. Ao này bắt cá mới dễ này. Ao này không có hang. Cứ đuổi một lúc là cá vào. Sợ à? Xính sợ đất sạt vào. Nó sạt kìa. Mình không để ý ông này chạy đâu. Ôi 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 cái ông này chạy. Ra đằng sau mình rồi. Đấy, anh em mình hình như đi đường này vào được đấy. Như đi đường này sang được cái ra này. Anh em mình phải đi kiểu kiểu ẩn nấp giống kiểu duyệt binh ấy, đi rượu. Đi dã ngoại đấy. Đầu tiên làm nào bí mật. Phi ra đấy. Đấy. Để tạo cho anh Long một cái sự bất ngờ. Đó là hoa công lù đi ra. Đấy, xong rồi. Nhưng mà anh cao này là ông hay phát hiện ra nhanh lắm. Dạo này tu luyện. Tí phải cho một người lạ nhất để đi chỗ cho mình mình chắc là chưa biết đâu đúng không? Thế cho mình xuống ông hắn xem kênh của em mà biết ngay. Nhưng trong này có mạng đâu. Có mà. Trong này không có mạng. Đấy. Năm anh em đang duyệt binh tiến vào lễ đài thăm đại ca Long. Anh Long về ở ẩn. Rột à? Hay là toát mồ hôi đấy? Anh nghĩ chú toát mồ hôi rồi. Đấy, hôm trước là anh em mình vào là chưa kịp ăn cơm nhỉ? Hôm nay tối quá. Hôm nay là tới bến luôn. Ui còn lâu ấy. Khả năng còn hơn cây nữa ấy. Chưa đến đâu. Xa lắm đây này. Chưa thấy địa chỉ quen quen đâu. Tạm dừng video đã. Khi nào gần đến thì quay không hết dung lượng bây giờ rồi. Video toàn 2 tiếng. Mãi chưa đến nhà anh Long. Ấy, Trang ơi, tối qua chắc là mưa to gió lớn này. Gãy cả tre rồi. Để xe ở đây không an toàn nhá. Cảm giác. Tre có quả. Ui, cây tre này nó bẻ gãy hết này. Ở ngoài mưa gió quá ghê luôn. Gãy hết à? Đã nhìn thấy mái lán nhà anh Long rồi. Thấy chưa? Qua hết quả đồi này. Qua hết quả đồi này á? Xong đến quả đồi nào? Đấy. Đi đường này xuống này. Hẻm núi mà.
Ở đâu? Ở dưới nhà. Đâu? Đâu? Nhìn thấy nhà anh Long chưa? Yeah. Hai anh em mình đi đường này xuống nhỉ, cho vắt nó cắn. Không biết được. Thì đường này với đường kia khác gì nhau? Cái đường kia cũng dốc lắm, có một chỗ ghê lắm. Anh Long tí nhìn thấy mấy anh em phải chạy bốn rồi. Tưởng anh em vào ăn vạ. cướp mấy con vịt. Thôi mưa gió này anh em mình vào ăn vạ anh Long hết đàn vịt là mình về nhỉ. Về vào đấy tí mổ mỗi người một con vịt. À. Không bây giờ là vào bắt mổ hết mỗi người một con, ăn xong thì giả vờ đi về không trả tiền nhé. Xem thái độ anh ấy thế nào. Đường xuống nhà anh kìa. Chắc là mặn ngắn tún đấy nhỉ. Đường đất xuống nhà anh ấy. Đấy. Kìa bên kia rồi. Còn một đoạn đường nữa. Anh Long đấy. Anh Long đằng sau đây à? Không phải không? À, ơi, tráng sĩ có quả bao giao ác đấy. Đi làm cái quả này. À. Đi đâu? Anh đi chơi đi bộ mà. Không đi xe được. Bỏ xe rồi. Bây giờ đi bộ. Anh em đi khất thực. Cứ đi đây sang đường hồng thôi. Bây giờ đi bộ sang đường hồng. Đi được không? Xa lắm đấy. Không cần đâu. Đi bộ sang đường hồng xa lắm à? Xa lắm đấy. Ây da. Thế thì nguy hiểm đấy nhờ. Vừa thôi anh em đi chơi đây thôi. Vào bản thôi. Nhà em ở đâu? Gần đây không? Nhà em mà. À. Rồi. Số 5, cầu thủ số 5. Quảng cáo xong rồi. Đâu xem dao khắc đánh à? Ôi da. Ác đấy nhờ, quả dao này khắc đánh à? Vâng. Được đấy nhờ. Đấy để ừ. Thái thịt à? Nhà em ở đâu? Nghe đây mà. Biết nhà. Thế bây đi đâu? Long Vlog ấy. Họ Mi. Anh Long. Họ anh Long Vlog ấy. Anh Long Vlog mới biết. Họ Mi không biết đâu. Em không biết Họ Mi. Nhưng mà Long Vlog là liều nó ngay này đấy. Ngay dưới này rồi đúng không? Sáng mưa to là vịt có thôi không? À nếu mà nuôi anh bảo là anh Long nuôi vịt là Long. Đúng rồi đấy nhỉ. Long Họ Mi là không ai biết. Đi làm cái cán đấy à? Tưởng dỗi cho mượn con dao đấy để xuống thịt hết đàn vịt của anh Long đấy. Bây giờ còn nhiều vịt không? Bây giờ. À. Long vịt. Vậy gọi là Long vịt thôi. Không Họ Mi nữa. Vào trong này là biệt danh là Long vịt. Bây giờ đổi biệt danh, phe cũng quyết định đổi. Đi vào đấy à? Đúng rồi. Long vịt tí tí xuống nhá. Xuống nhà Long vịt. Xong tí xuống nhà anh Long vịt chơi. Màu Long Inox này là Long vịt. Long Họa Mi. Inox chào màu Long vịt. Giờ chuyển sang Long vịt. Nắm tên nắm chuột. Vất vả. Số anh nhiều tên. Tên anh thì có nhưng chuột thì anh cũng có nhưng mà không được nhiều người biết lắm. Đây lần đầu tiên hình như anh ấy đi từ chỗ này xuống này. Đi khảo sát từ đây đi xuống ra này. Mình thấy toàn cây cối, rừng rú. Ấy. Ui ôi, video phải đúng tầm 2 tiếng mới đi vào đến nhà anh Long à. Khả năng đi vào nhà anh Long phải làm hai tập nhờ. Một tập giới thiệu con đường, một tập đi bộ. Cái tập mà kinh khủng tẩm hết rồi. Đấy. À. Thế nên đi Tân Châu. Có hai con đấy à? Đây rồi, được đấy nhờ. Đến rồi. Xính là toàn đi đường tắt thôi. Anh em mình phải
chiến thuật ẩn nấp, tìm vị trí ẩn nấp, xong là mình phục kích xong là đánh du kích cho từng người vào. Để cho trợ lý mình cầm một cái máy đi vào trước. Tính đấy. Cho trợ mỹ lý đấy. Cầm vào xem thái độ anh thế nào. Được không anh? Còn bao nhiêu lâu nữa? Bao nhiêu? Còn 5. Em tắt đi nó vẫn ấy mà. Nó vẫn lên mà. Nó vẫn lên mà. Đấy các bác, hiện tại là anh em đã đến con đường xuống chỗ nhà anh Long rồi. Và mình cũng xin phép là tạm dừng video quay con đường từ nhà đến nhà anh Long nhé. Đấy, bây giờ là phần này là dành cho Phiang Phiang xem thái độ như thế nào, đúng không? Bây giờ chiến thuật như nào? Cho mình xuống trước à? Cho mình cầm một cái máy, cho xuống trước. Cho xuống trước. Xuống xin cơm nhỉ? Anh em tiếp tục bị để xong. Rồi. Ok, bây giờ sẽ bàn chiến thuật xong làm bất ngờ cho anh Long nhá. Lát nữa thì có gì hay mình sẽ quay và ghi lại nha các bác nhá. Đấy, bây giờ là để cho Phiang Phiang quay tạo sự bất ngờ cho anh Long. Ok. Đấy các bác, sau một thời gian anh em vào đập phá gia trang của anh Long. Đây, anh em là khê bây giờ chuẩn bị đi về rồi. Đấy, chào anh Long nhá. Cảm ơn anh đã có một bữa cơm rất là thân mật như là ngon miệng. Đấy, vào trong làng trong bản này ăn ngon đấy. Đấy các bác xem video chi tiết thì xem bên trên kênh Phiang Phiang Vlog nha các bác nha. Đấy, bây giờ anh em mình lại tiếp tục hành trình cung đường. Đấy, mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào lại các bác nha. Hello. Chào nha.